Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, với lợi thế sân nhà Thammasat, thầy trò Manu Pongking dễ dàng đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0, còn đó ghi tên mình vào trận chung kết đối đầu với Việt Nam. Sau 14 năm, Thái Lan Việt Nam một lần nữa gặp nhau ở trận đấu quyết định của AFF Cup. Đây có lẽ là trận cầu bất phân thắng bại mà bất kỳ ai cũng mong đợi. Vậy tại sao Thái Lan được xem là đội tuyển mà Việt Nam mong muốn có thể chạm trán ở trận chung kết sắp tới? Sau đây, hãy đến với top 10 điều thú vị về nền bóng đá của quốc gia được mệnh danh là xứ sở chùa vàng. Ông vua tại đấu trường khu vực AFF Cup. Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Malaysia là 4 đội tuyển vô địch giải đấu này nhiều nhất, trong đó đứng đầu tiên là Thái Lan với 6 lần đăng quang vào các năm 96, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020. Họ đang được xem là đương kim vô địch. Thái Lan vô địch lần đầu tiên vào năm 96 khi thắng 1-0 trước Malaysia trong trận chung kết tại Singapore. Sau đó, Thái Lan vô địch 2 năm liền, 2000 và 2002. Đội bóng này đều đánh bại Indonesia ở hai trận chung kết trong các năm đó. Sau chiếc vô địch 2002, bóng đá Thái Lan trải qua giai đoạn khủng hoảng và phải mãi tới năm 2014, họ mới đăng quang trở lại đấu trường hàng đầu Đông Nam Á sau khi thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-3 ở chung kết. Tại AFF Cup 2016, Thái Lan tiếp tục giành chức vô địch sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 3-2. Tại AFF Cup 2020, dưới sự dẫn dắt của Manu Pongking, họ đã đoạt được chức vô địch cũng sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 6-2 ở chung kết. Đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên hai lần lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Thái Lan có 8 lần tham dự cúp bóng đá châu Á và từng đạt hạng 3 năm 1972, kỳ đầu tiên Thái Lan làm chủ nhà đăng cai. Ngoài ra, đội bóng này còn 2 lần tham dự Olympic, 2 lần vào bán kết và giành hạng 4 ASEAN. Thái Lan chưa bao giờ vượt qua vòng loại World Cup nhưng đã từng góp mặt ở vòng loại cuối cùng vào các năm 2002 và 2018. Đây cũng được xem là thành tích đáng tự hào. Thái Lan là bá chủ của các giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á. Ngoài 6 lần giành ngôi vị này, đội bóng xứ chùa vàng nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch SEA Games. Tập đoàn King Power, Leicester City vô địch ngoại hạng Anh. Theo tạp chí Forbes, cố chủ tịch Vijay Sirivadhapura là vị tỷ phú giàu thứ 5 Thái Lan với tổng giá trị tài sản lên đến sấp xỉ 5 tỷ đô. Ngày 29 tháng 1 năm 2010, Vijay quyết định mua lại câu lạc bộ Leicester City với giá 39 triệu bảng. Vị cố chủ tịch người Thái Lan sau đó đầu tư hơn 120 triệu bảng cho đội bóng này, đồng thời trả khoản nợ 103 triệu bảng bằng tiền túi của ông vào năm 2013. Vijay còn được biết đến là vị chủ tịch hào phóng, thân thiện, tâm lý và đáng kính với những khoản tiền thưởng đúng người đúng việc và những quỹ từ thiện tại Leicester City. Đáp lại, Leicester thi đấu ngày càng hay tại ngoại hạng Anh. Đỉnh cao phải là chiếc vô địch mùa 2015-2016 kỳ diệu mà thầy trò Ranieri đã giành được. Đầu mùa giải đó, các nhà cái xếp tỷ lệ Leicester City vô địch giải đấu là 1-5.000. Và những cổ động viên trung thành của đội bóng này đã trúng đậm sau kỳ tích vô tiền khoáng hậu của đội bóng được đầu tư từ vị chủ tịch đến từ Đông Nam Á. Những cầu thủ Thái Lan thành công ở nước ngoài. Xét trên khía cạnh tập thể, những năm vừa qua, bóng đá Thái Lan có sự sa sút, thành tích có phần thua kém hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét về mặt cá nhân, Thái Lan vẫn sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Có 4 cầu thủ đội tuyển Thái Lan từng thi đấu ở Nhật Bản là Thirasin Dangda cho Shimizu S-Pool, thủ môn Kawin Thamsajana từng bắt cho Consadole Sapporo, Chanathip Soprasin từng khoác áo Consadole Sapporo và hiện nay là Kawasaki Frontale, Thirathon Bumathan từng vô địch Nhật Bản trong áo của Yokohama F. Marinos. Mối thâm thù với bóng đá Việt Nam. Sự kình địch giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan là sự kình địch thể thao giữa hai quốc gia có nền bóng đá được xem là mạnh nhất khu vực. Sự kình địch bóng đá này có nguồn gốc từ cuộc xung đột và chiến tranh Việt Sim kéo dài suốt nhiều thế kỷ do truyền thống quân phiệt lâu đời của hai nước. Ngoài ra, còn là sự cạnh tranh gay gắt của hai nước trên lĩnh vực kinh tế. Sự cạnh tranh đó dần được mở rộng sang bóng đá. Với việc các cầu thủ, người hâm mộ Việt Nam cũng như báo chí, truyền thông Việt Nam có một sự khác biệt đáng kể khi từ chối thừa nhận sự thống trị hiện tại của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Không giống như phần còn lại của khu vực này, thường coi Thái Lan là đầu tàu. Điều này càng làm nâng cao tầm quan trọng của sự kình địch hai đội tuyển. Và mối kình địch này bắt đầu từ trận chung kết SEA Games 95, khi Thái Lan dễ dàng hạ Việt Nam 4-0 để đoạt huy chương vàng. Cho đến hiện tại, hai nền bóng đá Việt Thái vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng mỗi khi họ chạm trán tại những giải đấu lớn. Nền bóng đá được du nhập bởi các sinh viên Anh gốc Sim. Bóng đá Thái Lan được du nhập và hình thành bởi những sinh viên là người Anh gốc Sim. Tuyển Thái Lan có tiền thân là đội tuyển bóng đá quốc gia Sim, thành lập vào năm 1915 và có trận đấu đầu tiên vào ngày 20 tháng 12 năm 1915
với đủ những người châu Âu sống tại Thái Lan, được tổ chức tại sân vận động câu lạc bộ thể thao Hoàng gia Trap. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1916, vua Rama thứ 6 cho thành lập Hiệp hội bóng đá Sim. Năm 1949, nhà nước Sim đổi tên thành Thái Lan, Hiệp hội và đội tuyển bóng đá Sim cũng từ đó đổi tên theo. Năm 1996, Thái Lan đăng quang danh hiệu Thai Cup đầu tiên tại Singapore và từ đó họ có thêm 5 lần giành chức vô địch đến hiện tại. Này, Thái Lan là đội bóng có nhiều lần đăng quang nhất ở cả hai sân chơi khu vực là AFF Cup và SEA Games. Những người Thái tạo ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai. Hơn 10 năm gắn bó với V-League, những ngôi sao như Kiatisak, Dusit, Nirut, Thông Lao đã biến Hoàng Anh Gia Lai từ một câu lạc bộ vô danh trở thành câu lạc bộ được hâm mộ ở cả ba miền. Bộ Đức đã chọn Kiatisak làm mã hợp đồng mở đầu cho triều đại những người Thái. Đi cùng Kiatisak trong chuyến du ngoạn đến Việt Nam năm 2002 là hậu vệ Chukiat Nusarun, cũng là một tuyển thủ Thái Lan. Thành công với chiến lược sử dụng ngoại binh Thái Lan, Bộ Đức tiếp tục rót tiền để chuyên mộ thêm Dusit, Thông Lao, hai chức vô địch V-League liên tiếp, càng khẳng định sự thống trị của người Thái ở môi trường bóng đá Việt Nam. Để xây dựng hình ảnh thân thiện hơn với người hâm mộ Việt Nam, họ còn học cả tiếng Việt. Các cổ động viên Việt Nam thường không thích bị người Thái chê bai ở khoảng bóng đá, nhưng họ lại nuốt từng lời Kiatisak nói. Lý do là bởi Zico Thái rất biết chiều lòng người dân ở đất nước mà anh đã gắn bó gần một thập kỷ. Cựu thủ tướng Thái Lan từng là chủ sở hữu Manchester City. Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra là gương mặt quyền lực và giàu có bậc nhất tại xứ sở Chùa Vàng. Tổng giá trị tài sản của cựu thủ tướng Thái được Forbes ước tính lên tới 1,9 tỷ đô, đứng thứ 19 trong số những người giàu nhất Thái Lan. Năm 2007, Thaksin mua Manchester City với giá 81 triệu bảng. Một năm sau, ông bán lại cho các ông chủ Á Rập và thu về cả giá gần gấp 3 lần, 210 triệu bảng. 11 năm sau thương vụ mua bán đình đám đó, cựu thủ tướng Thái Lan mới đây lại gây xôn xao khi muốn mua lại Crystal Palace. Nếu thương vụ này thành công, người Thái sẽ sở hữu đến 3 câu lạc bộ từng chơi tại Ngoại hạng Anh mùa 2019-2020 là Leicester City, Crystal Palace và Sheffield United. Nữ trưởng đoàn tỷ phú Madame Pang với tình yêu bóng đá mãnh liệt. Madame Pang, tên thật là Nuan Phan Lam Sam, là trưởng đoàn tuyển quốc gia cùng U23 Thái Lan. Nữ trưởng đoàn rất mực yêu mến và đầu tư cho thể thao xứ Chùa Vàng, đặc biệt là bóng đá. Bà đã góp không ít công sức lớn lao cho việc phát triển bóng đá nơi này. Madame Pang là người trực tiếp làm việc với từng câu lạc bộ trong nước và nước ngoài để xin cho các cầu thủ được hội quân cùng U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, vị nữ doanh nhân sinh năm 66 cũng góp công lớn trong việc đưa 9 cầu thủ từ châu Âu trở về hội quân cùng với đội tuyển. Ngoài việc đứng ra thương lượng với phía câu lạc bộ để họ nhả người cho đội tuyển tham dự các giải đấu khu vực hay châu lục, với khối tài sản kết xù, Madame Pang không ngại bỏ tiền túi để làm phần thưởng khích lệ tinh thần của các cầu thủ. Bà sẵn sàng trao tiền mặt hoặc những món quà đắt đỏ như iPhone đời mới, những chiếc túi hàng hiệu để các cầu thủ hưng phấn hơn. Đó là cách Madame Pang thúc đẩy thị trường Manon Pongking tại AFF Cup 2020, giải đấu mà Thái Lan đã lên ngôi vô địch. Là nơi du đấu của những câu lạc bộ hàng đầu, Thái Lan trở thành một trong những điểm đến ưa thích của những câu lạc bộ châu Âu mỗi mùa hè. Các đội bóng hàng đầu nước Anh như Liverpool, Manchester United hay Chelsea luôn quyết định chọn Đông Nam Á như là một trong những điểm đến trong các tour giải đấu hè. Liverpool đã tới Thái Lan và Singapore thi đấu giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2022-2023. Đó là đội bóng Premier League thứ 3 đồng ý tới Đông Nam Á trong mùa hè 2022 sau Man United và Crystal Palace. Ngày 30 tháng 5 năm 2015, đội các ngôi sao Thái Lan cũng có trận giao hữu với Chelsea tại sân Raja Mangala. Đó là một trong những chuyến giao đấu đáng nhớ của thầy trò Mourinho trên đất Thái. Trước đó vào tháng 8 năm 2013, trong chuyến giao đấu nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2013-2014, Barcelona cũng đã có chuyến thăm Thái Lan và thi đấu với đội tuyển các ngôi sao của nước này. Vừa rồi là top 10 điều thú vị về bóng đá Thái Lan. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu hơn về đại kinh địch của chúng ta trong trận chung kết AFF Cup 2022 sắp tới. Còn bây giờ, hãy cùng chờ xem liệu Thái Lan sẽ bảo vệ thành công ngôi vương khu vực hay sẽ trao trả lại nó cho Việt Nam.